điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Có một cụm từ nổi lên trong đời sống đương đại mà chúng tôi dám cá bất cứ ai đang xem video này cũng từng bật ra thành tiếng: Weibo. Trong một số biến thể khác, Weibo chính là Weibo hoặc Quý Bửu. Để nhận biết ai là Weibo thì nhìn chung là cũng dễ lắm. Chẳng hạn chỉ cần nghe nhạc điệu là có thể đoán chương trình từ những người hay trò chuyện, kiểu như: nhìn các senpai của tôi kìa, các anh thật là kawaii. Sugoi, các anh làm tôi bấn quá. Thế nhưng họ là Weibo, rồi sao nữa? Bạn dùng cụm Weibo miệt mài. Tại sao? Bạn đã thực sự hiểu rõ về Weibo chưa? Hay chỉ đang lạm dụng cụm từ để khen, chê một cách vô tri thế? Trong video lần này, hãy cùng Spyroom theo chân tác giả Tú Anh để đi tới cùng định nghĩa của Weibo. Ý nghĩa thực sự của nó là để khen hay để chê, và cội nguồn của ba lý do tại sao càng ngày càng nhiều Weibo xuất hiện trên dường thế. Từng có một vài cao thủ mạng xã hội cùng đưa ra giả thiết: cứ 5 Weibo sẽ có 3 người ghét bị gọi là Weibo, 1 không ngại bị chửi là Weibo, và 1 người sẽ chuyên đi cà khịa các Weibo khác. Nếu như bạn đã từng nghe đến phát ngôn này và không biết nên kiểm chứng thế nào thì vào việc cùng chiếc video này thôi. Weibo học nhập môn. Vào năm 2015, VOA Việt Nam và Pew Research Center từng đăng tải một thông tin như sau. Theo kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện trên 15.000 người ở 10 quốc gia châu Á, Thái Bình Dương và Mỹ năm 2015, ngoại trừ Trung Quốc và Hàn Quốc, còn lại ở hầu hết các nước, người dân đều ưa chuộng Nhật Bản nhất. Việt Nam đứng thứ nhì trong danh sách mê Nhật với 82%, trong khi Malaysia đứng đầu danh sách người dân ở đây thích cả Nhật 84% lẫn Trung Quốc 78%. Khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt quan điểm giữa các thế hệ. Giới trẻ chiếm đến 59% trong số những người Việt Nam được khảo sát đã trả lời rất thích Nhật. Khi bạn nghĩ về một Weibo, bạn nghĩ tới một mẫu người như thế nào? Bạn mường tượng về một cậu trai da trắng, đeo kính, trông có vẻ không hấp dẫn và cũng không sôi nổi, luôn giam mình trong phòng. Hay bạn nghĩ về những người mà bạn gọi là trẻ trâu, cầm gói waifu, đi mọi fast cosplay và luôn mồm lả nhả những từ tiếng Nhật quá ư phổ biến? What the dog doing? Hay là tất cả những đặc điểm đó, cộng thêm cảm giác không mấy tốt đẹp về một nhóm người, về những thứ vừa dị hợm, vừa kinh tởm mà bạn tìm thấy trên Internet, về cảm giác thất bại mà những người đó mang lại. Liệu những điều bạn nghĩ có đúng với định nghĩa của Weibo hay không? Trên thực tế, Weibo đã và đang được định nghĩa bởi rất nhiều người, nhiều tổ chức và trang web. Chẳng hạn như theo Chang, vào năm 2019, Weibo là một người tôn thờ gần như tất cả mọi thứ về Nhật Bản hoặc liên quan tới Nhật Bản. Còn với Urban Dictionary thì Weibo là một người không phải người Nhật, từ bỏ văn hóa của chính họ và gọi mình là người Nhật. Có thể thấy định nghĩa về Weibo thì muôn màu muôn vẻ, nhưng để hiểu rõ nhất thì phải tìm về nguồn cội sinh ra cụm từ ấy. Giống như rất nhiều từ lóng trôi nổi trên mạng khác, từ Weibo có nguồn gốc từ diễn đàn 4chan. Sơ qua về 4chan, đây ban đầu là một diễn đàn được dùng để đăng hình và tranh luận về manga và anime dựa trên những diễn đàn hình ảnh Nhật Bản, đặc biệt là diễn đàn gốc 2chan. Sau đó, 4chan nhanh chóng phổ biến và mở rộng, dù một phần lớn 4chan vẫn tập trung vào otaku, anime và nền văn hóa Nhật Bản. Weibo được bắt đầu như một thay thế cho cụm Japanese trong hệ thống lọc từ của diễn đàn này. Bởi lẽ Japanese là kết hợp giữa từ wannabe, từ white và spyroom nghĩa là cả từ Japanese, để ám chỉ một người da trắng muốn trở thành người Nhật. Japanese được cho là xuất hiện từ đầu những năm 2000, nhưng không ai rõ chính xác là năm bao nhiêu. Vào năm 2012, trang Know Your Meme cho rằng cụm từ ấy đến từ năm 2002. Trong khi đó, Google Trends lại cho thấy nó xuất hiện từ những năm 2005. Nhưng dù có bao nhiêu năm tuổi thì bản thân từ này đã mang nghĩa tiêu cực, một từ bôi nhọ và phân biệt. Đây là lý do chính mà những người kiểm duyệt của 4chan đã thay thế từ này bằng từ Weibo. Weibo có sắc thái nhẹ hơn Japanese. Nó lần đầu xuất hiện trong mẫu truyện tranh có tên là Perry Bible Fellowship, được vẽ bởi Nicholas Gilwich, đăng tải trên Know Your Meme vào năm 2012.
Từ thời điểm đó thì Weibo nhanh chóng thay thế cho Japanese và dùng để chỉ một cách tiêu cực những người có niềm yêu thích mạnh mẽ với anime và manga. Khi nào thì một người bị coi là Weibo? Rồi, lý thuyết thì là vậy, còn thực tế thì một người thế nào mới gọi là Weibo? Tổng hợp từ năm 2005 tới năm 2015 của trang Urban Dictionary đã liệt kê những đặc điểm của một Weibo như sau. Thứ nhất, ám ảnh với văn hóa Nhật tới mức nghĩ rằng văn hóa Nhật thượng đẳng hơn văn hóa của chính họ và những văn hóa khác. Thứ hai, ám ảnh với anime, manga và những sản phẩm văn hóa đại chúng của Nhật khác. Thứ ba là chen những từ tiếng Nhật vào câu nói hàng ngày. Những từ này thường được dùng sai cách. Và thứ tư, phần lớn hiểu biết của người đó về Nhật Bản và ngôn ngữ Nhật Bản đều là dựa trên những sản phẩm văn hóa đại chúng, cụ thể là anime và manga. Thế nhưng Weibo có tệ đến như thế không? Vào năm 2012, sau khi nghiên cứu những cuộc trò chuyện trên 4chan, nhà nghiên cứu Jennifer McGee đã định nghĩa Weibo là một người phương Tây hâm mộ văn hóa Nhật Bản một cách quá mức. Cộng đồng người hâm mộ ấy mở rộng tới mức người đó phá bỏ những rào cản xã hội. McGee cho rằng chính sự loại bỏ rào cản này, cụ thể như việc sử dụng những từ tiếng Nhật không đúng cách hay học vẹt từ anime, chính là lý do tại sao người hâm mộ anime và manga bình thường nghiễm nhiên dán nhãn những người gọi là Weibo. McGee nhấn mạnh, từ này thường được dùng chủ yếu bởi những người hâm mộ anime dành cho những người hâm mộ khác, nhưng là một khái niệm để phân biệt những fan bình thường khỏi những fan ám ảnh hơn. Mà thế nào mới thực sự là một fan ám ảnh á? Hãy quay ngược trở lại một chút vào năm 2014. Chắc bạn vẫn chưa kịp quên bài hát được đăng bởi YouTuber TV Fifty Frank có tên The Weibo Song, tóm gọn tinh thần của Weibo vào một bản ballad. Weibo thì có liên quan gì tới Japanophilia không? Phải thừa nhận rằng chúng ta có thể thấy rõ ràng Weibo được dùng với một nghĩa không mấy trung lập cũng như không mấy thiện ý. Thế còn khi ta mở rộng ra, liên hệ với một khái niệm khác là Japanophilia thì sao? Japanophile hay Japanophilia được định nghĩa theo từ điển Webster's Third New International Dictionary. Merriam-Webster vào năm 2002 là người đặc biệt hâm mộ và thích nước Nhật hoặc kiểu cách Nhật. Rõ ràng từ này mang một sắc thái trung lập hơn rất nhiều, không hề có bất cứ nét nghĩa mỉa mai hay phân biệt nào như người họ hàng Weibo của nó. Bởi vậy mà rất nhiều người cho rằng hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau và ý kiến tiêu cực thường tập trung xoay quanh từ Weibo. Những ý kiến này không hẳn là không có cơ sở, dù cơ sở cảm tính hay bằng chứng thực tế. Ai lại không có ác cảm khi được biết về những cuộc trò chuyện Nhật bồi nửa này nửa nọ, hay việc những người đó đã chế ảnh về hố đen thành hentai chứ, phải không? Tại sao một người lại trở thành Weibo? Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là vì cớ gì mà một người lại trở thành Weibo, trong khi từ này có sắc thái không được vui vẻ cho lắm? Sự thật là có thể có rất nhiều cách để giải thích tại sao một người lại trở thành Weibo, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống, quốc gia, văn hóa, v.v. Dưới đây là ba lý do chính dẫn tới và cũng như giải thích cho hiện tượng, phong cách sống này. Thứ nhất, nước Nhật tuyệt vời. Cụ thể là cái gì tuyệt vời ư? Đất nước, con người, văn hóa làm việc, văn hóa nói chung, thức ăn, trang phục, lịch sử, phim ảnh, truyện tranh, samurai, mọi thứ. Tất cả những gì thuộc về Nhật Bản từ lâu vốn dĩ đã lan tỏa đi khắp thế giới và chứng tỏ sức ảnh hưởng không thể khước từ. Quay trở lại một chút với khái niệm Japanophile đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Ngay từ thế kỷ thứ 18, châu Âu đã yêu mến Nhật Bản từ những mặt rất tuyệt trong văn hóa, như là cách họ gán ý nghĩa cho hoa, cách họ làm nghệ thuật, v.v. Không thể phủ nhận rất nhiều người châu Âu ngưỡng mộ người Nhật, thế nhưng nước Mỹ thì lại không thực sự bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này mãi cho tới những năm 1960. Đó là khi giới kinh doanh Mỹ dần trở nên hâm mộ cách người Nhật làm ăn. Cùng lúc đó, hoạt hình Nhật Bản bắt đầu gia nhập thị trường Mỹ. Khi sự phổ biến của anime và nhiều khía cạnh văn hóa đại chúng khác của Nhật phát triển, một thế hệ người hâm mộ không phải người Nhật được khai sinh. Một nguyên nhân khác nữa giúp cho văn hóa manga và anime fan lớn mạnh rất nhanh, đó là não của bạn thật ra rất ưa thích những hình ảnh 2D, định dạng rất phổ biến của các bộ phim anime hay manga. Ngoài việc thích thú những cô waifu BB hay loli, não của bạn thật sự ưa sự 2D một mặt của họ bởi cách mà nó xử lý hình ảnh. Và chính điều này giúp cho bạn tiếp cận văn hóa này dễ dàng hơn. Thứ hai, Weibo như một phong trào. Như một quy luật tự nhiên, nếu một cái gì đó quá nổi tiếng, được nói tới bởi quá nhiều người, dần dần nó sẽ trở thành một phong trào và có rất nhiều người theo đuổi nó. Trở thành một Weibo ở thế kỷ 21 là một cuộc đua theo mốt.
Ai mà chẳng muốn trở thành một phần của đám đông, phải không nào? Tâm lý đám đông, herd mentality và cơ chế tự điều chỉnh, self-regulation, chịu trách nhiệm cho hành vi bắt trend này. Bản chất nằm ở việc một người sẽ liên tục nỗ lực tham gia một tập thể nào đó trong suốt cuộc đời của anh ta. Chỉ riêng việc anh ta có một nhóm người cùng có chung mục đích, chung lý tưởng sống cũng đã là một thành công cá nhân của riêng người đó về mặt xã hội rồi. Đồng thời ở đây, việc có một niềm tin, có một thứ gì đó để trông chờ cũng làm cho anh ta thấy tốt đẹp về bản thân mình. Theo kết luận của Roy Burmester và Mark Leary vào năm 1995, con người có một nhu cầu được thuộc về một nơi nào đó. Cụ thể là một xu hướng vốn dĩ phải tạo và duy trì ít nhất là tối thiểu những mối quan hệ lẫn nhau kéo dài, tích cực và có ảnh hưởng lớn. Con người vì vậy sẽ phản ứng tiêu cực khi nhu cầu thuộc về của họ bị chối bỏ. Ví dụ như sinh viên đại học thường thấy nhớ nhà và cô đơn khi mới bắt đầu vào môi trường sống mới. Nhưng tình trạng ấy sẽ kết thúc nếu họ tìm được cảm giác thuộc về một tập thể hợp tác và hài lòng về mặt xã hội. Không những thế, trong cộng đồng đó, bất cứ điều gì cũng đều có thể được dễ dàng chấp nhận như một văn hóa, một thói quen hay một đặc điểm của tập thể. Nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ fan speak, chen tiếng Nhật cũng là một cách để họ tạo một hàng phân cách mình với những người khác. Thứ ba, trốn thoát hiện thực. Sự cô đơn, sự tách biệt, sự kém hấp dẫn, sự thất bại, tất cả những điều này đều có thể là lý do mà một người trở thành weeaboo. Con người vốn dĩ luôn tự hỏi về bản chất và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của họ với cuộc sống này. Khoan bàn về khủng hoảng hiện sinh như một vấn đề của triết học, chúng ta sẽ chỉ nhắc tới việc vốn dĩ chúng ta đều đi tìm một thứ gì đó để sao lãng bản thân, khỏi suy nghĩ mọi thứ là vô nghĩa, ngay cả bản thân ta. Chính vì thế, tham gia một cộng đồng người và tự định nghĩa mình là weeaboo sẽ giúp xoa dịu cảm giác không là ai cả đó. Phát biểu về hiện tượng này, Hope vào năm 2011 có nói, nếu, ví dụ, ta tin rằng sinh viên của trường đại học này là những người thông minh, thì ta cũng sẽ kết luận rằng ta thông minh nếu ta định nghĩa bản thân ta thuộc về tập thể đó. Mọi thứ có vô nghĩa không? Ta không biết được. Nhưng khi mà một người cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị tách biệt hay tự ti về bản thân, họ sẽ có khát khao cực lớn để chạy trốn hiện thực. Anime và manga hay những thứ liên quan chính là một con đường để chạy trốn, vừa ăn liền, vừa gần gũi để làm điều đó. Những hình ảnh và giọng nói được vẽ chỉnh chu với màu sắc bắt mắt, những câu chuyện về cậu trai và cô gái thích hầm nhau hay người hùng vốn chẳng có gì ban đầu và vô cùng yếu ớt được ban cho sứ mệnh giải cứu thế giới. Chẳng phải chỉ với một cú click chuột bạn sẽ bước vào thế giới ấy qua cánh cửa thần kỳ sao? Rốt cuộc thì weeaboo hay quýbủ có là một cái gì đó đáng bị kinh tởm hay không? Hay nó đơn giản chỉ là biểu hiện rất thường thấy của những fan cuồng văn hóa Nhật như bao fan cuồng quá khích trong các lĩnh vực khác? Rốt cuộc thì nó có xấu xa như chúng ta định kiến hay ta nên tôn trọng sự tự do biểu đạt của mỗi người? Những câu trả lời đó hẳn không dễ dàng đi đến một quyết định chung, nhưng bạn là người hiểu rõ quan điểm của bạn hơn ai cả. Ngoài ra, tôi tin là bản thân bạn cũng hiểu rằng subscribe kênh Spy Room là quyết định vừa đúng vừa dễ dàng thực hiện vì chúng tôi thường xuyên ra nhiều content hay lắm, từ ngành kinh tế, tài chính cho đến lịch sử, văn hóa, xã hội. Vậy nên, cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúng tôi rất mong gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye!